Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương mặt nổi bật nhất của trường Phan Bội Châu trong năm qua. Và xin mời hai bạn chúng ta sẽ lên sân khấu. Vâng ạ, và thưa quý vị, và bây giờ thì Công Minh rất là muốn trò chuyện với một chàng trai đã tạo nên cơn lốc màu da cam trong tháng 11 vừa qua. Duy Anh, cái tên được nhắc đến với tình yêu thương và niềm tự hào của các thầy cô giáo cùng với các bạn học sinh đồng Phan. Không biết là sống trong không khí đó thì cảm xúc của em như thế nào Duy Anh? Như mọi người đã biết thì tháng 11 vừa qua em có tham dự trận chung kết của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2021. Là người thứ hai đem câu truyền hình về cho trường Phan thì em cũng cảm thấy rất là tự hào. Và bên cạnh đó là một sự biết ơn rất là lớn khi mà các khán giả, các thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành cùng với em, đã luôn ủng hộ em đến cái hành trình mà rất là, phải nói là kỳ diệu em đã đi qua. Cho nên là mỗi lần nhớ lại thì em vẫn luôn rất là xúc động. Cái đó có lẽ là những cái khoảnh khắc mà đẹp nhất trong cái thời đi học của em. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đúng không Duy Anh? Bản thân chị cũng là một khán giả mà theo dõi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, theo dõi Duy Anh từng phần thi và hồi hộp cùng với Duy Anh nữa. Nhưng mà sau cái cuộc thi đó thì cũng có một cái chút tiếc nuối. Còn đối với Duy Anh em nghĩ sao? Cái cuộc thi vừa rồi thì em nghĩ là được đến được trận chung kết đó cũng là một sự may mắn của em rồi. Em luôn nghĩ là mình đã nhận được cái sự ủng hộ như thế, đó là điều quý giá nhất. Cho nên ở trong trận chung kết, mặc dù là kết quả nó không như ý muốn, nhưng mà thực sự là đó là 100% sức lực của em. Hãy xem đó như là một sân chơi đúng không Duy Anh? Và chị nghĩ là em đã có những cái kỷ niệm, những cái bài học rất là quý giá rồi. Và quan trọng không phải là chúng ta thắng hay là thua, mà quan trọng là chúng ta đã liên kết được các thế hệ của trường Phan lại với nhau này. Chúng ta đã trở về, chúng ta đã cùng cổ vũ và chúng ta đã có nhiều cảm xúc thật là đặc biệt. Còn với Thương Huyền thì anh đã rất ấn tượng khi ở vòng chung kết, Huyền đã trả lời được 30 câu hỏi rất nhanh trong vòng 8 phút. Không biết là điều gì đã khiến em trả lời xuất sắc như vậy? Thực ra thì thời gian 8 phút để trả lời 30 câu hỏi không phải là quá nhanh. Bởi vì cho những đến từ những vòng trước, tức là vòng loại cho đến vòng bán kết thì bọn em chỉ có thể trả lời nhanh nhất, tức là khoảng từ 1 phút đến 2 phút. Còn đến với phong chung kết thì tất nhiên là câu hỏi sẽ khó hơn. Và bọn em cũng chỉ có một lượt thí nên là em đã cố gắng dành nhiều thời gian hơn để có thể chăm chút cho câu trả lời và đọc kỹ những cái đáp án để trả lời câu hỏi không những cái đáp án đưa ra là đúng nhất. Thưa Nguyên này, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chị nghĩ ở đây không chỉ là những giáo lý, những lý thuyết nữa, mà quan trọng là em đã áp dụng nó vào thực tiễn rồi, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền như thế này nữa đúng không em? Dạ tất nhiên rồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là một tấm gương rất vẹn toàn, một hình tượng rất là toàn vẹn về mặt đạo đức. Tuy nhiên thì em nghĩ là nếu không có cuộc thi này hoặc là trước cái cuộc thi này thì đối với những cái bạn trẻ như chúng em thì Bác Hồ cùng thì hình ảnh của Bác Hồ chỉ sống dậy mỗi khi chúng ta nhắc về lịch sử, nhắc về quá khứ, nhắc về những chuyện mà nhân dân ta đã trải qua để đến được ngày hôm nay. Tuy nhiên thì qua cái cuộc thi này, sau cái cuộc thi này thì hình tượng của Bác đã trở thành một cái kim chỉ nam trong lòng em, đã chỉ dẫn trong cuộc sống của em rất nhiều, trong từng bài học hành động của em. Và một điều quan trọng nhất đó là em học được tình gọi là thắng không kêu bài không nản, tức là không ngủ quên trên chiến thắng. Và những cái thành tích mà mình đạt được trong năm cũ thì cũng là quá khứ, và mình phải luôn cố gắng kiên định vạch ra những cái mục tiêu trước nhất để trong năm mới, và phải có những kế hoạch cụ thể để đến với nó. Và để khép lại năm 2021 thì với Duy Anh, nếu nói về một câu thì em sẽ nói câu gì? Về năm 2021 thì đó là một năm đặc biệt đối với bản thân em ấy. Thì cái điều nổi bật nhất mà em đã làm được trong năm 2021 đó là lọt vào trận chung kết. Thì em chỉ có đó là một cột mốc trong cuộc đời của mình thôi. Và khi đã qua được cột mốc đó thì trước mặt em thì vẫn còn một chặng đường rất là dài ở phía trước. Còn với Thương Huyền? Nếu như năm 2020 thì có một chị đã nói với em là em là một nụ hoa chưa nở. Thì em nghĩ năm 2021 thì cũng là lúc mà bùng hoa trong lòng em đã bung ra được một số cánh. Và tại vì năm vừa qua thì em cũng đã thực hiện được những cái dự định nhất định của mình, cũng đã bắt đầu xác định cái con đường tương lai và biết mình muốn gì, mình là ai. Nên là em mong là mình đang đi đúng đường, và trong tương lai thì sẽ có một ngày nào đó bùng hoa của tâm hồn của con người em nó sẽ nở rộ. Và trong dịp đầu năm mới thì Duy Anh và Thương Huyền hãy gửi một lời chúc tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay đi nào. Em xin chúc
tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay và những người sẽ theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ có một năm mới Nhâm Dần giữ gìn được sức khỏe để chống chọi lại với dịch bệnh và chúc mọi người sẽ có những niềm vui mới, thành công mới, thực hiện được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Còn với gì anh? Thì em cũng mong muốn là cái niềm vui, cái sự hạnh phúc và những điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người xung quanh. Thì trong cái bối cảnh dịch bệnh như này thì em cũng mong là mọi người an toàn, có sức khỏe tốt. Cảm ơn Thương Huyền, cảm ơn Di Anh. Và chúc cho hai bạn trong năm mới 2022 này sẽ thật thành công và sẽ tạo được nhiều dấu ấn cá nhân nhé.